Em tên là Trần Thị Thu Thảo, em năm nay 25 tuổi. Dạ, em tên là Nguyễn Chí Công, năm nay em 33 tuổi. Ừ. Mốt yêu nhau thì anh tính sao anh? Có xuống dưới được không anh? Được, được, xuống được. À, anh làm gì vậy em? Anh có mấy mối tình rồi anh? Anh có khoảng 4-5 mối tình rồi. À, em chia tay lần gần nhất là mấy năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi anh. Do người đó nghe lời ba mẹ người đó cưới một người con gái giàu hơn á. Cho nên chia tay. Vậy là mình cũng giàu mà giàu không bằng đúng không em? Dạ đúng thôi, rồi mình đi. Giàu tình cảm á chị. Đúng rồi, thôi bỏ đi em. Dạ. Ủa mà 2 năm rồi chưa quên được sao nhắc tới mà còn rưng rưng vậy? Không có tức á chị. Giận. Sao tức em? Không có tức. Thể chia sẻ cho bên đây nghe được không? Em nghe cũng tức nữa. Thôi. Trời ơi gì vậy? Em tên là Diệp Đắc Cánh, năm nay em 32 tuổi. À, em tên là Thái Thị Bích Thủy, năm nay em 26 tuổi. Tại sao 3 năm rồi mình không có ai đeo đuổi hả? Dạ không chị, thì cũng có một vài. Em cảm giác là không có tin tưởng người đó. Tại vì cái người cũ em quen, em đặt niềm tin vào người đó nhiều quá. Chết rồi, giờ làm sao đây? Anh có nói nhiều không anh? Ra được cái đài của mình là mình sẽ nói được thôi. À giống em. Tại em để ở đâu em? Rồi cái là nấu được thôi chị ơi. Lắm sao mà nắm tay nắm chân là dữ vậy? Mặt em buồn quá à. Em hát tặng bạn gái một bài cho nó vui lên xíu coi. Kìa đêm nay quên. Làm lại. À, kìa đêm nay bao nhiêu gái si tình. Quên.